Chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn lập trình C cơ bản. Nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số những cái định dạng nhập xuất chuẩn đối với một số kiểu biến hay sử dụng ở trong cái ngôn ngữ C. Nội dung của cái bài trước chúng ta đã tìm hiểu một số cái khái niệm cũng như là cách khai báo của cái biến. Và trong nội dung này chúng ta sẽ áp dụng những cái kiến thức đấy cùng với định dạng nhập xuất của từng cái kiểu biến nhất định để tiến hành nhập và xuất dữ liệu. Nhập thì chúng ta sẽ nhập vào từ bàn phím và xuất thì chúng ta cũng sẽ xuất ra cái màn hình của chúng ta đấy. Ở đây thì đối với các kiểu dữ liệu mà hay sử dụng ấy thì mình đã liệt kê ở đây là một số những cái kiểu mà mình thấy là chương trình nó hay sử dụng. Còn có cũng một số nữa nhưng mà mình không liệt kê ra đây bởi vì là mình thấy người ta ít sử dụng. Nếu các bạn có nhu cầu tham khảo thì có thể vào cái link ở cái phần miêu tả clip và mình đã để cái link ở đấy và các bạn có thể xuống đấy để click vào và tự mình tìm hiểu thêm. Định dạng nhập xuất chuẩn có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với mỗi một kiểu dữ liệu thì nó sẽ được xuất ra theo một cái kiểu nhất định. Đấy gọi người ta gọi là định dạng. Giống như là mỗi một cái loại bát này nó có một cái khuôn nhất định ấy, thì cái này cũng vậy, mỗi một cái kiểu dữ liệu thì nó sẽ có một cái định dạng nhập xuất. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái kiểu dữ liệu tra thì cái định dạng của nó là phần trăm C. Đối với kiểu sort thì định dạng là phần trăm HI, nhớ là lúc nào phải có phần trăm trước. Đối với kiểu không dấu và sort thì nó là phần trăm HU. Đây các bạn sẽ thấy rằng cái sự khác biệt giữa HI và HU đó là nếu HI thì là kiểu có dấu còn HU là kiểu không dấu. Đến với kiểu nguyên thì cái định dạng nhập xuất của nó là phần trăm Y hoặc là phần trăm D. Kiểu nguyên không dấu thì là phần trăm U. Kiểu long, đây là long long nhá. Mình không ấy kiểu long ở đây thì nó phần trăm LD, LI. Đối với kiểu long long này này thì nó là phần trăm LLI. Vì hai chữ long mà hai chữ long thì là LL, I và D. Ở đây thì còn có kiểu long nó thì liệt kê nốt ra đây đi. Long L đi. Thì ở đây cái định dạng của nó là phần trăm LD hoặc là phần trăm LI. Đấy. Đối với kiểu không dấu mà long long thì nó là phần trăm LLU. Đấy, tức là không dấu thì có U. U là viết tắt của cái chữ cái đầu tiên của unsigned này này. Đấy. Float thì là phần trăm F và double thì là phần trăm LF như thế này. Bây giờ thì chúng ta đã biết qua những cái định dạng này rồi, bây giờ một cái công việc tiếp theo đó là chúng ta phải xác minh xem là cái định dạng này có đúng hay không. Viết có đúng hay không thì chúng ta sẽ sử dụng với cái hàm scanf và printf thì sẽ biết là nó có chính xác hay không. Bởi vì một khi mà cái định dạng nhập xuất mà nó không chính xác, chúng ta sẽ không thể nhập cũng như không thể xuất ra cái dữ liệu của cái kiểu tương ứng mà chúng ta đang thao tác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng hàm scanf để tiến hành nhập vào một cái ký tự và mình gán cho nó vào cái biến C. Ở đây lưu ý là phải có cái dấu và này nhé. Cụ thể tại sao phải có dấu và thì đến cái bài liên quan đến mấy bài nữa thì mình sẽ giới thiệu các bạn. Bây giờ cứ nhớ là có cái dấu và này. Sau đó là mình sẽ in ra cái kết quả mà mình vừa nhập vào thôi. Giá trị của biến tra bằng phần trăm C, tức là nhập và xuất thì nó cùng định dạng với nhau. Thì này chúng ta chỉ cần C thôi, không cần dấu và nữa. Dấu và chỉ cần khi mà chúng ta cần nhập. Bây giờ sẽ chạy xem nào. Bây giờ mình sẽ nhập vào một ký tự Y. Đây, giá trị của biến tra như này. Y. Đây là cái ký tự Y lớn. Đây. Và ở đây thì các bạn thấy rằng mình sử dụng đây là phần trăm C. Bây giờ giả sử mình sẽ nhập và in ra cái này là phần trăm D cho nó là cái gì. Nếu như nó sai thì cái chương trình của chúng ta sẽ không xuất ra cái kết quả đúng. Rồi mình nhập vào. Đây thì các bạn sẽ thấy rằng nó đã xuất ra sai rồi. Mình nhập vào nó là một cái ký tự T, T viết thường. Nhưng mà ở đây nó lại ra cái giá trị 116. Đấy, như vậy là không đúng với cái định dạng trên này. Vậy là chúng ta không được cái kết quả như mong muốn. Như vậy phải đúng định dạng phần trăm C. Chạy lại cái nữa. Đây, bây giờ mình nhập vào chữ O. Đây, thì bây giờ nó chính xác rồi.
Tiếp theo là đối với cái kiểu short là phần trăm HI. Ừ, các bạn cũng có thể check bằng cách là Ctrl C chỗ này, sau đó là xược nó đi. Bằng cách là chúng ta kiểm tra ở đây, chúng ta nhập vào phần trăm HI. Nhập vào nhớ là kiểu của nó là kiểu short, và biến kiểu short là biến S, viết tắt đấy. Và đây là phần trăm HI, chỗ này là biến S. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào xem là cái giá trị kiểu short. Kiểu short thì nó là 2 byte. 2 byte thì đây là short có dấu, cho nên là nó lưu được khoảng 32.000 gì đấy. 3, 2, 1, 2, 3. Đây. Thì nó đã đúng rồi. Bây giờ mình sẽ nhập vào một cái giá trị vượt quá cái khả năng lưu trữ của kiểu short đi. 65.000. Đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái giá trị mà chúng ta nhận được ở trên màn hình nó xuất ra này là một giá trị âm. Và thực tế mình nhập vào là một cái giá trị dương. Đấy. Tại sao lại có cái vấn đề này? Bởi vì là cái kiểu dữ liệu kiểu sort ấy thì nó chỉ có 2 byte thôi. Mà nó lưu trữ được những cái thằng có dấu và không dấu. Tức là cả có dấu và không dấu ấy, thì nó sẽ chia đôi cái 65.535 ra. Thì nó... chúng ta chỉ nhập được đến hơn 32.000 gì đấy. Mình nhớ không rõ lắm. Cho nên là khi mà chúng ta nhập vào quá khả năng lưu trữ của cái kiểu sót ấy, thì nó sẽ ra cái giá trị, cái này là gọi là bị tràn ra ngoài, không đúng cái giá trị đấy nữa. Tiếp theo này, chúng ta sẽ thử với cái không dấu, Ctrl C. Thì nó cũng tương tự như thế. Đây, chúng ta sẽ là HU này. HU ở đây là US. US là unsigned source. Và đây là HU. Cái này không phải là biến cha nữa, mà biến US. Đây là US. Ở trên này cũng thế. Đây, lúc nãy mình quên không sửa chỗ này nhá. Vì copy paste nên là rất là nguy hiểm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử xem nào. Lúc này thì mình sẽ nhập vào là 65.535. Đây thì giá trị của nó hoàn toàn là ok. Bởi vì cái kiểu short mà không dấu ấy, thì nó có thể lưu trữ được cái giá trị tối đa là 65.535. Và bây giờ mình sẽ nhập vào một cái giá trị vượt quá cái khả năng lưu trữ của kiểu short không dấu. Đó là 65.537 đi. Thì cái giá trị của nó bây giờ chúng ta nhận được là nó xuất ra màn hình này, nó đã bị lỗi. Đấy. Tức là lúc này nó lại nhảy cái giá trị quái quỷ nào ấy. Nó không phải là cái giá trị chúng ta nhập vào. Tức là cái giá trị này này, nó không thể lưu trữ được ở trong cái biến US. Sau đó US là cái biến kiểu unsigned source. Cho nên là đến thời điểm này, hiện tại này, thì các bạn đúc rút ra được cái vấn đề. Đó là thứ nhất là chúng ta phải nhập đúng cái định dạng nhập xuất đối với từng kiểu biến, từng kiểu dữ liệu. Thứ hai là chúng ta phải chú ý đến cái khả năng lưu trữ của cái kiểu dữ liệu đó, nếu không thì chúng ta sẽ khi thao tác ấy, thì giá trị chúng ta sẽ bị lỗi. Và tất nhiên là khi mà lỗi thế thì chương trình chắc chắn là nó sẽ không đúng và cho ra cái kết quả không mong muốn, nên là hết sức phải lưu ý. Bây giờ chúng ta thử với kiểu đây nhá, kiểu nguyên này thì các bạn làm tương tự đi. Bây giờ mình sửa cái kiểu giấy này đi, double thì nó là phần trăm LF và biến của chúng ta là biến D. Biến này là biến double bằng phần trăm LF, và tất nhiên ở chỗ này phải là tên của biến là biến D. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào một cái giá trị kiểu double. Double là một cái số thực có độ chính xác khoảng 15 chữ số. Nếu bây giờ chúng ta nhập vào này, 3.141592. Đây, thì hoàn toàn là ok. Đấy, bây giờ mình nhập vào một cái số và mình xuất ra đi. Bây giờ mình không phải xuất ra LF nữa, phần trăm D. Bây giờ mình xuất ra định dạng của số nguyên nó như thế nào. 3.141592. Đây, thì bây giờ nó bị lỗi này, các bạn nhìn này. Đấy. Cái giá trị mà chúng ta nhận được khi xuất ra này, nó hoàn toàn khác với cái giá trị mà chúng ta nhập vào.
Và thực tế lúc nãy mình nhập cho các bạn thấy ấy, thì là nhập cái số nào thì nó xuất ra số đấy mới là chuẩn. Đấy, như vậy là chúng ta đã để sai cái định dạng. Đây, chỗ này là nhập vào là phần trăm LF vào biến D, mà D là double thì định dạng của nó phải là phần trăm LF. Mà chỗ này chúng ta lại để phần trăm D, như vậy không đúng cái định dạng của nó, như là suy ra là chúng ta bị sai, phải để đây là LF. Đấy, như vậy thì mới chính xác. Đấy, cho đến thời điểm hiện tại thì mình đã giới thiệu với các bạn cũng khá khá là những cái kiến thức cơ bản ban đầu rồi, cho nên là đến bây giờ chúng ta sau những đến sau bài sau nữa thì chúng ta có thể thực hiện những cái bài toán rất là cơ bản ban đầu, ví dụ như là cộng trừ nhân chia rồi là đấy bla bla, thì chúng ta sử dụng các kiểu dữ liệu này này. Còn những cái phần còn lại này nhá thì các bạn tự mình kiểm chứng, và ở đây thì mình đã ghi rõ ra là cái định dạng nhập xuất ở đây ra rồi, và các bạn xuống cái phần miêu tả clip để tải cái bài này về. Và ngoài ra thì ở trong cái phần link ở phần miêu tả mình sẽ có cái dẫn lên cái trang nó cũng miêu tả khá là chi tiết những cái phần này, các bạn cũng có thể vào đấy để tham khảo thêm nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.